Comelan 2, sản phẩm điều trị nám, tàn nhang, làm sáng da đang rất hot trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên có rất nhiều chị em dùng thì da bị tệ đi trông thấy. Thậm chí có những làn da bị xuống tông, bị xỉn màu, bị sạm đi. Vậy thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay nha. Hương sẽ chia sẻ đến chị em 4 sai lầm, 4 lưu ý cực kỳ quan trọng khi chúng ta sử dụng cái kem Comelan 2 này nhé. Đừng bỏ qua video ngày hôm nay và hãy cố gắng là ở lại đến phần cuối của video chị em nha. Rồi, lý do đầu tiên, sai lầm đầu tiên là da chúng ta chưa cần thiết phải dùng đến sản phẩm Comelan 2 này. Có rất nhiều chị em vì nghe quảng cáo rằng dùng sản phẩm này trắng lắm, do vậy da không hề có rối loạn sắc tố, không có nám, không có tàn nhang, mình cũng mua về mình dùng và mong muốn rằng da của mình nó sẽ trắng lên. Thì ở đây Hương lưu ý đến chị em, đây là một sản phẩm để điều trị da, chứ nó không phải là một kem dưỡng da làm sáng da thông thường. Và thêm nữa là tác dụng phụ rất là nhiều, như Hương đã chia sẻ ở những cái video phía trước đúng không? Nếu như mà không biết dùng ấy thì rất dễ có thể là dùng cái từ là bị banh mặt đó. Làn da thứ hai là có rối loạn sắc tố, tuy nhiên nó chỉ ở thể nhẹ thôi, thì Hương cũng khuyến khích chị em là mình không nên dùng những sản phẩm nó mạnh mẽ như thế này. Ví dụ như đâu đó những chị em mà mới bị tàn nhang khởi phát, chỉ khoảng 18, 20, 22 tuổi thôi, hay là những bạn mà mới bị nám, mà nám của chúng ta chỉ là cái bề nông trên bề mặt da thôi, thì chúng ta hoàn toàn sử dụng những hoạt chất mà nó nhẹ nhàng hơn, khả năng kích ứng này, bong tróc da nó ít hơn. Một làn da tiếp theo là làn da tuy có rối loạn sắc tố nặng nhưng mà vẫn chưa trải qua những sản phẩm treatment nào. Thì nhắc lại một điều là đây là một sản phẩm rất là mạnh mẽ trên da. Vì vậy nếu như mình chưa có trải qua sản phẩm treatment nào, da mình chưa có quen với những hoạt chất hóa học mà mình lại dùng ngay một sản phẩm mạnh mẽ như thế này, thì rất dễ là da chúng ta sẽ bị quá tải, dễ bị kích ứng. Rồi vì vậy khi chúng ta lựa chọn một sản phẩm, một là sản phẩm mạnh mẽ này, thứ hai là giá thành cao này, thứ ba là khả năng kích ứng rất là nhiều trên da như vậy, thì hãy cân nhắc xem chúng ta có đáng để đầu tư cái sản phẩm này không chị em nha. Rồi trước khi bước vào cái sai lầm thứ hai thì đừng quên là hãy ủng hộ Hương một shop tại kênh YouTube này nha, bằng cách là hãy click vào nút đăng ký ở phía dưới. Sai lầm số 2 là dùng với tần suất quá nhiều khi mới bắt đầu dùng sản phẩm này. Thì ở những cái video trước Hương đã chia sẻ rằng sẽ có hai cách dùng đúng không? Cách dùng đầu tiên là chúng ta sẽ tấn công mạnh mẽ trên da của mình. Tức là đâu đó khi mới dùng thì sẽ dùng luôn tần suất là một ngày 3 lần, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Đó, tấn công mạnh mẽ, sau đó thì đến gần cuối, gần kết thúc khoảng 3 tháng chúng ta sẽ hạ liều dần. Còn cách dùng thứ hai là cách dùng mà Hương yêu thích, là cách dùng mà sẽ cho da làm quen từ từ với hoạt chất này, sau đó sẽ tăng dần cái tần suất lên. Thì theo dõi của Hương thì rất nhiều chị em mình dùng với cách dùng thứ nhất ấy, tức là tấn công mạnh mẽ trên da, thì thực sự là da của chúng ta nó tệ đi cực kỳ nhanh chóng. Và thêm nữa là khi mà da của chúng ta nó bị quá tải như vậy, bị bong chóc, bị đỏ như vậy, thì nhiều chị em cứ nghĩ rằng là đấy là da của mình nó đang thay lớp tế bào mới, thì vậy là mình lại tiếp tục mình cứ sử dụng trường kỳ như vậy, dẫn đến có những làn da mà tình trạng quá tải nặng ấy, sau đó thì da lại bị nám nặng hơn ban đầu. Vì vậy khi mình sử dụng sản phẩm này thì Hương có hai điều mà muốn chị em lưu ý này. Điều đầu tiên, hãy nên cho da làm quen dần với cái hoạt chất ở trong này, tức là hãy dùng tần suất nó ít, sau đó tăng dần lên nhá. Tiếp theo nữa là sẽ nên có một người nào đó có chuyên môn để theo dõi da cho chị em. Bởi vì là tuy là mình đã chuẩn bị tốt rồi đúng không, nhưng mà mỗi một làn da của mình nó sẽ thích ứng sản phẩm khác nhau. Vì vậy có thể là bạn này bôi thì da của bạn đó nó sẽ không vấn đề gì cả, ok, thích ứng tốt. Nhưng mà sang một bạn khác thì vẫn những cái routine đó, những sản phẩm đó và dùng cách dùng như vậy nhưng mà da vẫn bị quá tải. Đó, vì vậy là trong quá trình bôi này thì hãy cố gắng là nghe ngóng da của chúng ta nhé. Và nếu như mà chúng ta cảm thấy rằng da của chúng ta bắt đầu quá tải, bắt đầu cảm giác là khó chịu rồi, thì có thể là tạm hạ tần suất xuống nhé, để cho da làm quen dần, sau đó lại tăng dần lên. Tuy nhiên thì chúng ta làm sao để có thể căn một cái sản phẩm này đủ một cái lộ trình nhá. Tức là khoảng đâu đó 3 tháng thì sẽ dùng hết cái hũ này. Bởi vì là hạn sử dụng, hạn mở nắp chỉ là 3 tháng kể từ ngày mở nắp thôi. Và thêm nữa là cái liệu trình mà điều trị nám tấn công bằng cái sản phẩm Comelan này cũng sẽ nên là sử dụng khoảng 3 tháng chị em nha. Rồi sai lầm thứ ba chính là những sản phẩm đi kèm trong routine skincare nó chưa chính xác. Thì nhiều chị em cứ nghĩ rằng là dùng những sản phẩm càng cao cấp, càng mắc tiền ấy, thì da của mình nó sẽ đủ và phục hồi nó sẽ tốt. Hay có nhiều chị em băn khoăn rằng là không biết là mình sử dụng cái B5 này, cái dưỡng này thì nó có đủ đô dành cho da sử dụng Comelan 2 hay không. Thì chị em có thể theo dõi ở cái video phía trước đúng không? Hương đã chia sẻ tất cả những sản phẩm mà Hương dùng khi Hương test thử cái em Comelan 2 này. Thì thực ra là những sản phẩm chúng ta bôi trên da thì nó không có cái gì là 100% cả. Có thể thích ứng với bạn này, nhưng đối với bạn khác thì nó lại không đủ ẩm.
Tuy nhiên thì có một cái key nhá, là chúng ta hãy sử dụng các sản phẩm là B5 này, phục hồi da này, sau đó sẽ dùng cái dưỡng khóa ẩm ở phân khúc cao cấp một xíu này đó. Và đừng quên là hãy đắp mặt nạ nhá, một tuần khoảng tầm từ 3 đến 4 lần để giảm cái tình trạng bong chóc, giảm rát trên da của chúng ta. Tiếp theo nữa là chúng ta hãy chú ý đến sản phẩm kem chống nắng. Bởi vì thứ nhất là da chúng ta có rối loạn sắc tố này, thứ hai là một sản phẩm mà tăng tốc đổi mới tế bào mạnh mẽ như vậy thì da chúng ta sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều khi chúng ta tiếp xúc với tia UV. Mà cái kem chống nắng của chúng ta dùng lại phân khúc quá là thấp ý, thì nó không đủ chỉ số bảo vệ. Và từ đó là da chúng ta là điều trị nám đúng không? Nhưng mà da lại còn sạm đi trông thấy nữa. Thì kem chống nắng hãy giúp Hương dùng các chỉ số PA là 4+ này, chỉ số SPF phải là trên 30 nhá. Và cái lượng bôi ý, thì một ngày hãy bôi đâu đó khoảng tầm là 3 đến 4 lần. Và một lần khoảng tầm 1,5 đầu ngón tay nhá. Bôi thật dày vào, và nhất là những vùng da nào bong nhiều này, bị nám nhiều thì có thể bôi cái lượng dày hơn một xíu nữa để có thể bảo vệ cho da của mình. Và ngoài ra Hương cũng sẽ khuyến khích chị em rằng mình sẽ nên bổ sung trong cái routine skincare của mình thêm cái sản phẩm đường uống nhé. Sản phẩm đường uống là vitamin C này, glutathione này, hay L-citin này. Thì những sản phẩm này sẽ vừa hỗ trợ giúp da của chúng ta sáng hơn, đỡ sạm hơn khi chúng ta điều trị này. Và thứ hai nữa là nó còn giúp da của chúng ta khỏe hơn, giảm cái khả năng thích ứng hơn. Vì vậy thì Hương vẫn thường nhắc chị em rằng nếu như mình có đầu tư cái sản phẩm mà hơi mắc tiền một xíu này để mình dùng ấy, đâu đó khoảng 7 triệu đúng không? Thì mình cũng nên có một cái ngân sách nhất định dự trù để mình có những cái sản phẩm đi kèm, làm sao để mình hỗ trợ thật là tốt. Bởi vì một sản phẩm này thì không thể nào giúp da của mình đẹp hơn được. Và quan trọng nhất vẫn là trong protein skincare đúng không? Mọi thứ nó hỗ trợ nhau để khiến da của mình nó tiếp nhận sản phẩm tốt nhất. Rồi sai lầm số 4 cũng là sai lầm rất nhiều chị em mắc phải, là cách hạ liều, ngắt liều sản phẩm này bị sai. Thì một số chị em là khi mình dùng sản phẩm này thì mình cứ bôi thôi, sau đấy đến khoảng 3 tháng mình hết sản phẩm. Hoặc là khi nào đó mình cảm thấy da mình trắng hơn rồi thì mình ngưng ngay cái sản phẩm đó. Nope. Thì nếu như ngưng như vậy thì da mình nó đang quen với sản phẩm này rồi đúng không? Mình ngưng đột ngột ấy thì da mình nó có thể gặp những hiện tượng là bị rụng ngược sắc tố này, hay là nó chưa quen với cái việc mà ngưng sản phẩm đó thì nó có thể là bị sạm này, hay là bị kích ứng này, hoặc bị xuống tông này. Đó thì nếu như mình có ngưng sản phẩm nhá thì mình cũng áp dụng quy tắc là mình sẽ hạ dần cái tần suất dùng xuống. Đó, sau đó mình kế thêm những sản phẩm khác vào để mình có thể là hỗ trợ duy trì cái thành quả của mình nha. Một cái thứ hai nữa là có rất nhiều chị em là mình dùng hết một cái hũ này trong 3 tháng rồi. Mình nghe thầy nói rằng là nếu như mình dùng ấy mà không ổn thì mình có thể tiếp tục dùng sang hũ thứ hai. Nhưng mà Hương đã chia sẻ quan điểm của Hương đúng không? Ở cái video phía trước rồi. Là thực ra nếu như mà cái nám của mình này, cái sắc tố của mình ấy nó mà nằm ở cái tầng phía trên này, tức là cái tầng mà đáp ứng được sản phẩm đường bôi, thì mình chỉ cần bôi đâu đó một cái hũ này thôi, một cái liệu trình này thôi thì da của mình nó ổn rồi. Còn thực ra những cái nám mà chân sâu này, hay mình gọi là chính xác là hoary nevus đó, thì mình có bôi ấy, thì sản phẩm nó cũng chỉ tác dụng như vậy thôi. Mình cần phải dùng đến những cái biện pháp như là laser thì mới có đáp ứng được. Vì vậy nếu như Hương mà theo dõi Hương thấy rằng là mình dùng hết hũ này mà mình dùng sang hũ thứ hai thì thực ra là cái tỷ lệ cải thiện nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà da của mình nó dễ kích ứng hơn, dễ đỏ và có thể là gặp hiện tượng là sạm xuống, bởi vì là mình kéo dài quá nhiều cái thời gian mình sử dụng sản phẩm mạnh ấy. Và do vậy tổng kết lại cái lời khuyên của Hương là mình sẽ nên sử dụng một cái hũ này thôi nhá, một cái hũ là một liệu trình này thôi. Đó, sau đó thì mình có thể chuyển sang những hợp chất khác nhờ để mình có thể duy trì cái thành quả của mình. Rồi và có một số chị em thì có thể là đã ngắt liều từ từ rồi để cho da thích ứng dần rồi. Thế nhưng mà cái sản phẩm mà hạ liều ấy thì các bạn lại chọn chưa có chuẩn. Mình cần hiểu rằng là đây là một sản phẩm mà điều trị nó rất là mạnh mẽ đúng không? Thì vậy thì khi mà mình muốn chuyển sang những cái hoạt chất khác để duy trì thì mình cũng phải chọn một cái nó gọi là mạnh mẽ vừa vừa, gần tương ứng với cái kia đúng không? Chứ còn một cái mà đang điều trị nó rất là căng, rất là mạnh, sau đó mình hạ xuống mình chỉ sử dụng một cái để ức chế thôi thì nó rất dễ là nám, tàn nhang nó quay lại tái phát rất là nhanh. Vì vậy nếu như mình muốn hạ liều để mình duy trì thì Hương thường khuyên rằng mình hãy ở đâu đó xen kẽ phối hợp khoảng từ 2 đến 3 hoạt chất để mình hỗ trợ ức chế nám nhé. Ví dụ như Hương thường đưa ra cái routine skincare cho chị em tham khảo là mình sẽ sử dụng cái M-cetein này, đó, tần suất nó ít thôi để mình hỗ trợ là tăng tốc đổi mới tế bào này, hỗ trợ là chống lão hóa này và phân tán sắc tố này. Sau đó mình có thể kế thêm ví dụ như là arbutin này, vitamin C này hoặc niacinamide nữa, đó đúng không? Thì ba hoạt chất này vào nó sẽ đánh vào các cơ chế khác nhau của nám thì nó sẽ hỗ trợ ức chế này và duy trì thành quả của mình tốt hơn. Và sau khi mình có hạ liều sản phẩm rồi, Thương vẫn khuyên mọi người rằng hãy nên duy trì sản phẩm đường uống nhé. Vì sản phẩm đường uống này thì nó thứ nhất là giá thành nó cũng vừa phải, có thể là mình sử dụng nó lâu dài. Cái thứ hai nữa là nếu như mình đã có vấn đề về rối loạn sắc tố đúng không, thì da mình nó lúc nào cũng có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vì vậy mình bổ sung sản phẩm đường uống một cách duy trì thì nó cũng hỗ trợ mình rất là nhiều, cả bên trong cả bên ngoài, để có thể làm da của mình giữ được thành quả đó lâu nhất.
Rồi, và trên đây chính là 4 sai lầm thường gặp khi chị em sử dụng sản phẩm Cobella 2 này. Vậy thì chị em đang có những thắc mắc nào thêm thì có thể để lại comment nhé để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe video ngày hôm nay.